xong rồi bồ của em lúc đó thì có đi về Hà Nội một tuần. Thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè, cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi, nói chuyện như bạn bè thôi. Nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã. Em làm theo con tim mình. Chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà xã em hơn? 7 ngày hả? 7 ngày để mong thôi hả? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em Trần Ngọc Quốc Bình, xin chào chị Hồng Vân, anh Phúc Thuận với tất cả khán giả. Bao nhiêu tuổi này? Em 31 tuổi. 31. Em đang công việc em làm gì? Em đang kinh doanh buôn bán bánh ở nhà vậy. Bán bánh hả? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Thanh Tâm, năm nay em 27 tuổi. Em bán bánh online. Nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng ở Vincom. Và bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh. Dạ không, em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì gặp ảnh. Ảnh bán vé xe bus. À, chuyện dạ. Tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus. Dạ. Đúng không? Như thế nào, kể chi tiết cho nghe. 9 năm về trước là em gặp bà xã em đi xe buýt. Thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương. Cực kỳ dễ thương, hồn nhiên lắm anh. Các em lấy hết can đảm mời bà xã em lên ghế đầu ngồi. Ghế đặc biệt ngồi. Thì mình cũng như kia ra lăng rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ. Thì em có thể kể được. Dạ. Dạ chắc tại anh rung. Anh rung quá đúng không? Cho nhà bóng tay nào. Dạ, tại vì hai vợ chồng em á đi rồi gặp nhiều lần trong vòng 2 tháng đó, rồi em đi làm tối về cái ảnh cũng mua sữa, mua nước, bánh trái cho em ăn. Ảnh nói là em ốm quá đi. Xong cái cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi, mình con gái mình cũng thích. Rồi sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái. Xong cái em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi. Thời gian đó là mẹ nói thôi, nhà mình có xe máy rồi, mẹ tập cho con đi. Rồi em đi xe máy luôn, rồi mất liên lạc. Mất số liên lạc. Mất liên lạc luôn. Mất, dạ. Mất bao nhiêu lâu thì mới nối lại được? 3 năm. Dạ. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm. 9. Rồi mấy tháng trời, là 2 tháng hả? Hay đi xe buýt chung với nhau? Dạ, đi xe buýt trong vòng 2 tháng. Mà là mất liên lạc nhau 3 năm? Dạ. Cơ duyên nào mà tụi em gặp lại? Dạ. Tái ngộ đó. Dạ, 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa, là ảnh mới chuyển sang làm mấy cái quảng cáo bên Passion. Rồi ảnh mới gặp em. Gặp lại cái em, ủa sao anh này quen quá? Cái mới quay đầu lại mới, ủa anh Bình phải không? Cái nó anh Bình. Cái xong hai đứa bắt chuyện nói, thì xong cái xin số điện thoại. Rồi hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại. À, nhưng mà cái khoảng thời gian mà 3 năm trước đó, là em có bạn gái rồi, cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao? Cái lúc mà em gặp lại bà xã em á, là lúc đó em vẫn còn quen người kia. Thì đó. Dạ. Xong rồi nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng xét á tình hay là sao á. Tại vì đẹp hơn lúc 3 năm trước đó. Chắc có thể là vậy. Cái xong rồi bồ của em lúc đó thì có đi về Hà Nội một tuần. Thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè, cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi, nói chuyện như bạn bè thôi. Nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã. Em làm theo con tim mình. Chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà xã em hơn? 7 ngày hả? 7 ngày để mong thôi hả? À, em biết không? Dạ, em có nói thôi, bây giờ anh có bạn gái rồi, thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Cái xong ảnh mới nói á, bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa. Mà em cũng nghĩ là nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi, mình cũng mở lòng. Tại vì em nghĩ cái đó là cái duyên á. Tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được chồng mình. Thôi bây giờ coi như 3 năm trước bỏ đi, bắt đầu dạ. Tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại. Dạ. Gặp lại. Cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ. Đúng không nè? Đó, dạ. Yêu, tình yêu suôn sẻ không? Hay là gặp gần sóng gió? Dạ, có là cái vấn đề gần cưới á. Là anh thì muốn đám cưới là gộp chung, tại vì anh thì không có bạn bè nhiều. Rồi nên ảnh muốn gộp chung với nhau.
Rồi cái em á thì ba mẹ bên em thì muốn đẻ riêng. Mà một người thì ở quận 6, một người ở quận Gò Vấp nên rất là xa. Nếu mà khách đi như vậy người ta không có đi được. Rồi nên hai bên cự với nhau thôi, là em giữa em với chồng em thôi. Gây quá trời luôn. Rồi xong cái em nói thôi nếu mà vậy không được thì thôi khỏi cưới. Cái anh cũng không có chịu nhắn tin cho em luôn, cũng im luôn một thời gian á. Cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi. Rồi gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình không có đến được với nhau vậy đâu có được. Anh Bình anh mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi. Là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng. Thì thôi là cũng vui vẻ rồi. Dạ, hết hồn rồi. À. Bây giờ sức mướt nói chung là không được nữa. Như em kể mà nó mắt lóng lánh là cái giọng nói đó tôi sợ đó, cái gì đó nó khúc mắt xảy ra nữa, nhưng mà cuối cùng thôi vui quá rồi, quá rồi. Rồi không, bây giờ lấy kể cái chuyện bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em? Ba năm dạ. Thì có tật xấu. Bình kể đi, cho Bình kể đi. Nãy giờ Bình cứ thổn thức muốn nói một điều gì đó. Tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề. Có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh là bà là ông xã không? Là có nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á, bà cũng lòi bánh ra làm những cái bánh mới làm riết. Em yêu nghề quá. Em tự học, em tự sáng tác luôn đúng không? Dạ, giống như em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. Tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán. Rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm, cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh. Cứ như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi. Có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không? Dạ có. Cũng có. Thường bên nào bắt đầu cuộc khẩu chiến? Dạ. À, em bực đúng không? Dạ thường là em sẽ người đi rước con về. Rồi xong rồi mình lo con này nọ xong hai người chồng cũng xích mích nhau, giống như là con rồi bỏ không có ai coi hết. Có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng, mà còn tật xấu gì nữa không? Có cái chơi hơi lố. Không chịu có nghĩa tâm. Là em thì là sợ đường, mà bà chơi á bỏ quăng đường vô người em. Đường gì? Đường cát đúng không? Đường đúng rồi, đường cát. Quăng làm bánh đó cơ. Quăng vậy hả? Bà thử coi em có sợ đường không, mà từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường đó. Bà chơi một cái luôn, coi như lúc đó là cơ em bị dập hết rồi, nó dạ bị rứt đúng không? Em chỉ cần lấy đường cát chét vô người anh là trời, ảnh ổng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á. Em có bất ngờ về cái điều đó không? Dạ em hết hồn, rất là bất ngờ luôn. Tại vì á ảnh hồi đó cũng nói là tôi sợ đường, nhưng mà em không nghĩ là sợ đường sợ là đến cái mức như vậy. Rồi, dạ, bị quăng chuột quăng dán vô người á phải không? Đời cuộc đời nó khổ vậy đó. Ghét cô nào trời cho cô đó, ghét đường bởi vì lấy bà vợ làm bánh. Hay quá ha. Mà tức là bây giờ em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không? Giống như là mình sợ nó rít rít. À, rít rít là mình sợ cái đó. Cơ thể em giống như bị dị ứng với đường hay sao là nổi đỏ hết người luôn. Sợ. Ồ, ngộ quá. Rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi. Tôi cũng vậy đó. Tôi một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi. Thôi rồi, để chị hỏi nhỏ xíu. Vợ em á mà làm bánh xong á rồi không chịu tắm rồi đi ngủ luôn, rồi đêm mà nó khều móc em dám không? Dạ không. Không luôn. Đúng vậy luôn hả? Tức là sợ tới mức như vậy luôn hả? Trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính đường thì sao? Vậy là giờ em phải vô đi tắm. Đang quen á, là thời điểm đó em còn đang học làm bánh. Mà hả ảnh á lúc đó là hẹn đi uống nước, uống cà phê. Cái ảnh cũng hôn mình, hôn tóc, hôn mặt. Cái anh nói, trời cái người bà hơn mùi bơ, mùi bột quá. Mà giờ sao anh cưới em đã đợi anh nói em mùi đường không anh sợ. Thì em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không? Dạ cũng có, mà ít lắm, mà thường ảnh không à, em không có thèm. Không có thèm. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc hết. Chắc chưa? Chắc. Để tôi khui bên này nè đó. Dạ. Còn anh ấy như thế nào? Anh ấy thì nói chung là tốt lắm, nhưng mà chỉ có cái là mê game. Mê cực kỳ. Game đánh trận nữa hả? Dạ ảnh có thể chơi 3-4 máy luôn á. Trời ơi. Có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau? Dạ có.
Nhiều khi hả, một mình em lo không có kệ sể mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á. Còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi, anh làm đó đó đi, cái là ảnh làm đó đó đó. Có chừng xong thôi ảnh nói ờ em còn thiếu cái gì nữa không, em còn cần anh giúp gì không. Là ảnh không có cái nhu cầu đó, là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm chơi game thôi. Dạ, ảnh chỉ có cái tật xấu. Rồi giờ hỏi ngược mình xíu nữa nè. Mỗi lần cãi vã nhau ai là người kèo trên? Chắc giờ em là người kèo trên. Có cái nào quấy nóng tính của em quăng đồ ở khỏi nhà? Có hồi đó thì ở bên nhà em thì có đòi đi về nhà vợ. Là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết vụ đó rồi. Là coi như đâu có đòi về nhà vợ dạ, được. Nhưng có nào đuổi em ra khỏi nào? Có khi nào đuổi em khỏi nhà không? Đuổi em về nhà chồng không? Có. Cái gì? Có kìa. Đâu kể chi tiết coi. Cũng mới đây gây lộn cái vụ chơi game hả? Cũng mình kinh doanh nha. Dạo này giống như là nó hơi chậm bill. Cái em nói là bây giờ suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả, cứ vậy hoài à. Ảnh cứ từ từ cái trong thời gian là không có bill là ảnh lại chơi game. Rồi cái mỗi lần thấy chồng chơi game là bực. Mặc dù là không có việc, khách cũng không có đặt bánh, đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu. Mà mỗi lần thấy ảnh cầm game lên là khó chịu. Dạ khó chịu. Em không thích, không thích anh ấy chơi game. Dạ. Rồi ông bán chừng lại đó. Dạ. Thì vợ chồng chắc có lẽ là cãi vã nha. Dạ, chắc có đỉnh điểm đúng không? Đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn. Nhiều khi em nói nặng quá, bản thân ảnh nói á, ảnh về đây là vì em. Ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu, mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh. Rồi cái thế là đùng 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 bỏ đi. Xong cái sau này mà huề rồi em nói trời, tôi đàn bạn gái hả, gây lộn á, bỏ về nhà vợ. Còn ông trời, ông trai mà ông bỏ về nhà chồng. Bỏ về nhà chồng. Ảnh vậy đó. Rồi có cái chuyện đó nhiều lần không Bình? Có cái vụ đó là em với vợ em giống như là hơi làm dố quá. Là cũng chạy về. Giờ tôi chở bà về tôi lấy giấy kết hôn. Bà này cũng theo về luôn. Về tới nhà cái cũng leo lên lấy giấy kết hôn rồi về lại. Nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á, hai người thủ thỉ rồi về tới nhà quẹo lại. Đủ để cho cái quẹo lại. Dạ. Cũng quề. Về nhà chồng. Em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dành thời gian cho con với chồng. Với bớt lãng mạn. Bớt lãng mạn hả? Có nghĩa là em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy. Cái bả coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông chàng cái tay á để họ cúi xuống thì em cũng đâu biết đâu. Kêu nắm tay cái bả vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của giống như cầu thủ đá banh á, người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn. Thế là khóc suốt mướt luôn, nó em hết yêu em rồi. Lúc đó em cũng không hiểu gì nữa. Thế là chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó mình mới hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn. Cái clip đó làm sao đó em làm lại gì coi thử thôi chứ chị cũng chưa coi. Thì có cái clip nó kỳ vậy. Em coi chưa? Em coi chưa? Chưa. Chưa luôn. Bây giờ mình làm ở nhà đâu hay làm ở đây nè, mới là hay nè. Làm lại cái lãng xẹt hay là cái thiệt? Cái thiệt. Cái lãng xẹt đó chứ, cái lãng xẹt á. Cái lãng xẹt nó kỳ lắm chị ơi. Đó. Đâu đứng lên làm thử đi. Nó không sao đâu. Về tôi làm cho vợ tôi coi. Rồi, ông chui vô đi. Ủa? Vợ chui vô. Rồi bây giờ chúng ta làm lại cái lãng xẹt. Còn cái lãng xẹt thì sao? Cái lãng xẹt, bỏ lãng xẹt sao? Chui vô. Hiểu rồi. Thúc là cái đầu vô ở đây nè. Hiểu rồi, cái lòng hết hồn á. Dạ, hết hồn. Dễ thương. Mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không? Dạ không, không hề. Mà hôm nay mới làm đúng không? Hôm nay mới làm đúng không? Đó, hôm nay làm rồi. Và hy vọng là về nhà tối nay làm nữa. Mỗi ngày làm cái. Đó, vậy. Rồi, còn em mong muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ, thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại. Giảm game đúng không? Dạ, giảm game là vậy thôi. Bây giờ chị nói nè. Vợ chồng tụi em á, nó có một cái vấn đề như thế này. Hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Thì em cứ hình dung đi, nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ, những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc. Và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của vợ mình với mình hoặc ngược lại. Dạ. Yeah. Đúng không? Thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Yeah. Cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương, rồi mặc cảm, rồi tự ái, rồi buồn, rồi chạnh lòng nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em. Yeah. Em hình dung không? Làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được, đúng không? Con thì còn nhỏ, con mấy tuổi?
2 tuổi. Đó, con mới có 2 tuổi thôi. Thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi. Đúng không? Thì ảnh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa. Đúng không? Còn em á thì tại vì sao em đang sống ở nhà em chứ em không có được cái cảm xúc đó. Tại là vì em đầy đủ quá. Tại vì từ trước giờ mình sống cái nơi mình lớn lên nó là như vậy rồi. Thì mình không thấy có cái sự thay đổi. Nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Em luôn luôn là một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là ờ, đây là nhà của mình, đây là cái tổ ấm của mình thực sự. Đúng không nè? Chứ còn em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường đó là chồng em đã sợ đường muốn chết rồi. Ôm cái hũ đường, ôm cái bánh rồi chồng biết làm gì giờ? Chơi game thôi. Chơi game để mà mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc. Nó rõ ràng là như vậy. Mà đã dạy vợ lại, chị cảm nhận là như vậy nè. Chính vì em không hiểu được điều đó nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư. Rất là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương. Thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè. Đúng không? Nhưng cái điều mà chị nói ở đây, cái người đầu dây mối nhợ phải là em. Bởi vì sao? Vì anh đang ở nhà em. Còn nếu ngược lại em ở nhà ảnh thì cái trách nhiệm đó là ảnh phải làm. Nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó. Xóa tan đi tất cả những cái đơn độc. Đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình nha. Thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh nha. Ôm ảnh nhiều hơn đi, đừng có ôm cái bánh nữa. Đúng không? Rồi hai chồng ôm đứa con đi, coi như ba ngọn nến lung linh nè. Đó, dành thời gian ôm nhau nhiều một chút nha. Rồi, xin cảm ơn các em. Đúng không em? Rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Ai là người chủ động tấn công đối phương? Em là em chủ động tấn công nhưng mà ổng cũng thả cửa. Thì trước đó em có, nói chung là không biết sao, như là cố ý sao á, để một cái dòng trạng thái trên Facebook là nói là mình chưa hung ai bao giờ. Cái là em mới hỏi em vô em xác nhận. Em nhắn tin là ủa trước giờ em chưa hung ai hả? Cái ổng kêu dạ em chưa hung ai chị ơi. Cái em mới nhắn tin là bữa đó gặp đi rồi chị sẽ cướp nụ hôn đầu của mày. Mạnh mẽ quá à. Và cái lần đầu tiên gặp chạm mặt nhau lúc đó thì em có thực hiện cái lời hứa của em không? Em quất liền chứ. Quất liền luôn. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, nhìn cái đầm cưới rất là hoành tráng. Nhìn cặp vợ chồng cũng rất là trẻ trung đúng không thưa quý vị? Chào hai em. Chào chị Hồng Quang, anh Quốc Thượng và quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Chí Thanh, hiện 27 tuổi và đang là kỹ sư chắc địa, đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em? Dạ, em tên là Lệ Chi, em cũng 27 tuổi, hiện giờ đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao em lại gặp cô gái này? Em và vợ, bà xã em là chung học chung trường. Thì lúc đó em quê ở Cà Mau. Thì lúc đó có đợt tư vấn tuyển sinh về trường cũ. Tư vấn tuyển sinh thì em ngồi đó em thấy bạn bà xã em là tập nhảy với nhóm bạn. Đập vào mắt em là sao? Chồng này cô này sexy quá. Ấn tượng. Và thế là hai đứa trò chuyện khoảng mấy tháng gì đó mà bà xã em thì hẹn gặp, nhưng mà em lúc đó em tự ti về bản thân là em chắc là nhiều người theo đuổi lắm đây, thì chắc mình không có cơ hội cho mình đâu. Em tới em thấy ổng đứng chờ mà thấy dáng cao này nè, mặc áo sơ mi xinh, mang giày, cái gu em thích nữa, mà cao cao ốm ốm nữa, cái em thấy hợp gu rồi đó. Ai là người chủ động tấn công đối phương? Em là em chủ động tấn công nhưng mà ổng cũng thả cửa. Thì trước đó em có, nói chung là không biết sao, như là cố ý sao á, để một cái dòng trạng thái trên Facebook là nói là mình chưa hung ai bao giờ. Cái là em mới hỏi em vô em xác nhận. Em nhắn tin là ủa trước giờ em chưa hung ai hả? Cái ổng kêu dạ em chưa hung ai chị ơi. Cái em mới nhắn tin là bữa đó gặp đi rồi chị sẽ cướp nụ hôn đầu của mày. Mạnh mẽ quá à. Và cái lần đầu tiên gặp chạm mặt nhau lúc đó thì em có thực hiện cái lời hứa của em không?
Ờ em quất liền chứ. Quất liền luôn. Coi như em bị cưỡng cưỡng hôn sao? Em có em tưởng đâu là cứ nói đùa. Xong rồi cái vào nhà sách, hai đứa vào nhà sách cái và bà nhắc lại câu đó một lần nữa. Cái em nói bà này bà làm thiệt sao trời. Cảm giác giờ muốn tìm lại thì đúng là cảm giác khó tả lắm. Tim em run lên hết lại là chưa. Bây giờ em có muốn tìm lại cái cảm giác đó không? Giờ em xê cái ghế vô được không? Em kéo cái ghế của em á, em kéo cái ghế của em sát vô. Rồi, làm ghế đá vô, làm ghế đá đó. Rồi, anh còn nợ em công viên ghế đá. Ghế đá. Lá đồ chiều mưa. Chắc là hôn má thôi. Không, không được. Rồi cổ vũ cái bà cân ai. Wow. Rồi hai đứa lấy nhau bao lâu? Dạ 6 tháng ạ. À mới 6 tháng nè. Dạ. Vậy thì cưới nhau về rồi có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Anh nhìn vô chồng em, anh chỉ thấy chồng em là khá là đẹp trai, sạch sẽ. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Cứ tại vì giờ đúng không? Dạ. Đồ của ổng thì ông để là bình thường. Trước khi mà em cho ông mặc đồ em á thì là một tuần ông giặt đồ một lần. Sau đó thì em tại em mặc đồ như con trai vậy đó. Nên là áo thun rộng thình rồi quần sọt ngắn như đồ con trai, nên là sau khi mà ông thấy là ông mặc vừa đồ em đó. Thế là cứ cái thùng đồ là nó tăng lên 2 tuần giặt lần. Ở dơ. Cứ là ở dơ. Hồi nãy em có nói cái chi tiết là ông lấy đồ ông mặc á là lấy đồ em hay lấy đồ của ông? Ông mặc hết đồ ông xong rồi. Ông lấy tiếp đồ em ông mặc. Sao hai vợ chồng giống như hai anh em vậy ta? Có lý do gì ông lấy đồ của vợ mà? Tại vì em đụng được cái quần hoặc cái áo gì đó là em mặc. Quần hồng cũng mặc, quần cam cũng mặc. Quần vàng cũng mặc. Mà quần nó có nhiều loại quần, đúng không? Mà quần đùi là... quần bé không? Quần đùi là chú ý. Rồi, còn gì nữa không? Nhây cực kỳ nhây. Ví dụ nhây chuyện gì? Kiểu như là ổng mà không biết cái gì mà em ghét á là ổng càng làm cho em ghét thêm. Dạo này không biết tinh tâm hồn yếu đuối kiểu gì á lại đi coi phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc. Em nói là bớt rồi nha, coi nữa tôi đập máy đó. Không đâu, vẫn ngồi coi và vẫn chăm chú coi, biết em ghét mà cố tình chọc sực em. Thôi bây giờ có em đó. Dạ. Vợ em có thằng xấu gì không em? Bạo lực. Thì vợ em ở Bình Định, như nó lây cái giống ngay Tây Sơn Bình Định luôn. Em có bị bụp nhiều lần không? Như cơm bữa. Cái lần mà nặng nhất đó là như thế nào? Bị ký vô đầu. Tại vì trước đó là em kêu ông giặt đồ đi, thì cũng là 2 tuần chưa giặt rồi đó. Ông ngồi ông cầm lên ông giặt từ trưa cho tới từ sáng tới trưa. Lúc em đi làm về xong em thấy là việc giặt cũng chưa xong. Ngồi coi, bật chương trình vợ ông xong ra coi. Ông ngồi ông coi luôn vậy đó. Cái em ghét đi ngang qua em đá đít một phát. Em lại em đá đít thêm một phát nữa. Em đá cho tới chắc cũng mòn đít rồi mà cứ ngồi coi vậy đó. Không hiểu trời nổi. Ôi, như vậy vợ chồng son có lỗi quá. Ông coi chắc đăng tiêu cũng khá nhiều luôn. Mà ông cày vậy đó. Ủa, tại sao em lại coi không coi chương trình khác? Bạn muốn hẹn hò mẹ chồng nàng dâu, tại sao em lại chọn coi mẹ vợ chồng son? Bây giờ mà hẹn hò nữa là thôi, là không có nhà để ở. Tuổi theo mà còn hẹn hò nữa, không có nhà để ở. Còn gì nữa? Tiết kiệm quá mức. Ở lúc là em đi chơi với vợ em thì hai đứa có vào cửa hàng mua một chai nước suối. Thế là anh ơi đừng có mua chai này, qua bên kia nó giảm giá cho, hình như lúc đó là có 6.000. À, 6.500, bên kia bán có 6.000 anh. Xong rồi cái thôi mình mua ở đây luôn đi. Không, qua bên kia phải đi bằng 3 cây số gì đó. Trời ơi, mua được chai này trên suối. Em ơi, nó tốn tiền sang 1.500 đó em. Chuyện này nó vui lắm anh. Cái đợt đó là em đi Singapore về, xong cái ổng mới ra sân bay, ổng đón em. Đợt đó là 20 tháng 10. Cái em ra thấy ổng em thấy vui rồi, mà em nhìn thấy bó bông là bắt đầu là trên suốt quãng đường thôi là em đọc nguyên một bài diễn văn luôn. Em kêu em nhìn bó bông em nói nè, anh nghĩ sao mua bó bông 30.000, bó bông 30.000 xấu quắc vậy cũng mua. Biết vậy để từ ai bắt mua bữa nay mà sao cứ mua hoài vậy, muốn tốn tiền muốn bạc không thôi, xấu quắc vậy người ta bán 10.000 tôi cũng thèm mua nữa. Em đọc suốt quãng đường một cái bài đó luôn. Xong em về ổng mới nói
xấu rồi thôi bứt đi. Ờ vậy tôi bứt vô trong sọt rác ngay bên cạnh ông luôn. Ngay tới bữa sau ổng mới đem một bó bông qua chỗ công ty của em, ổng kêu em xuống. Cái em xuống em thấy cái em nói bông, em thấy bông đẹp lắm, em khoái lắm. Em nói bông hỏi không? Mua nhiều. Khai thiệt đi mua bao nhiêu. Cái ổng đâu không có mua nhiêu bao nhiêu. Anh tự bó. Nhưng mà tới giờ em vẫn không tin là ông tự bó, nhưng mà ông vẫn khẳng định là ông tự bó. Nói thiệt chứ cái đó là em tự bó hay em mua? Dạ em mua. Bà thấy chưa? Bây giờ mới lộ luôn. Thôi đừng đánh em, đừng đánh. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ thì bớt nóng tính lại. Cầm cãi nhau nóng tính là cầm gì là chọi cái đó. Trời ơi vậy ba tiết kiệm để mua đồ ba chọi. Được không à? Không mà không ra được gì. Còn em Lệ Chi, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Ổng thì nói chung là em thấy là chồng em là khá là hoàn hảo, trừ những cái điều em đã kể rồi. Thì em muốn là ổng thay đổi là đừng có chọc sực em. Chọc vậy, gì? Đừng chọc tức giận. Em đừng hả? Vậy thôi, tính em cũng dễ chịu nên là đừng có chọc tức em. Trời ơi, hai đứa lấy mới quá 6 tháng phải không? Dạ. Dạ. Tính chừng nào có con? Dạ, chắc là 2020. À, còn lâu. Dạ, thì em tính học cao hơn nữa để kinh tế nó vững vàng tí để lo cho con. Thì cũng tùy theo cái điều kiện của mình đó. Nhiều khi là tính trời, mình tính đâu bằng trời tính. Nhiều khi tối nay về ấy xong rồi mời biết có 2 tuần sau biết có bầu. Trời ơi, em hạnh phúc. Vui tươi mỗi ngày. Cảm ơn cho em. Sau đấy là em mời vợ em về làm công ty em luôn. Chuyện tình giữa sếp và nhân viên nó bắt đầu như thế nào? Dạ, trong khoảng 1.5 tháng liên tục từ ngày em gặp vợ em là em cảm thấy đây là tình yêu sét đánh của mình. Một cái người mà xinh đẹp, thuần khiết. Em nói suốt ngày em cứ nhảy động lên các bạn trong công ty của em là cô gái này mình mến mộ cô ấy quá. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Thấy vui nè, mỹ mãn nè. Đó. Dạ chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Rồi em ơi, quý anh em là gì? Năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên là Tín Đặng Thương Tín, năm nay em 29 tuổi. Còn công việc em hiện tại là gì? Dạ, hiện nay em là nhà kinh doanh. Thì em kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Rồi, mời em tên. Dạ, em tên là Phạm Châu Nguyên Thảo, năm nay em 27 tuổi. À, công việc của em hiện tại là gì? Dạ, công việc trước đây của em mới là làm về quản lý một cái chung cư. Và sau đó thì em cũng mới nghỉ việc trước Tết đây thôi để về hỗ trợ kinh doanh cùng với ông xã em. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Tình yêu hai bạn bắt đầu từ đâu? Ngày trước em là sinh viên thôi, cũng còn nợ hàm môn vài bốn học mà không dám mở miệng xin tiền ba mẹ, nên là đành phải là đi làm thêm. Thì coi ở trên mạng thì thấy công ty anh này thời đó là đang làm về cái chương trình mà tuyển BG tiệc. Thì em thấy là chơi làm có 2-3 tiếng mà tới 700-800 ngàn lận. Thì lúc đó em cũng rủ một em gái ruột của em để đi đến phỏng vấn cùng, chứ công việc đầu tiên đi mình sợ lắm. Và sau đó là chồng em phỏng vấn xong một hồi sau không nhận. Không nhận ai? Không nhận hai chị em luôn? Dạ. Tại sao vậy Tín? Dạ, tại vì tụi em là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực event. Một trong các việc đấy là cung cấp BG đi dự tiệc. Đấy cũng là lần đầu tiên em tuyển người. Xong em phỏng vấn hai chị em xong thì em thấy rằng là hai chị em nhà này là rất là thanh khiết. Em cảm thấy là tại nhưng mà cái nghề BG thì nó khá là, theo em được biết nó khá là phức tạp. Cho nên là em quyết định không nhận hai chị em. Xong rồi là từ đó em cũng không có tuyển BG cho cái lĩnh vực đấy luôn. Là bỏ luôn? Dạ. Không nhận hai chị em. Dạ. Vậy thì làm sao hai người gặp nhau? Dạ, nó còn đường dài nữa. Wow. Sau đấy trong khoảng 1.5 tháng liên tục từ ngày em gặp vợ em là em cảm thấy đây là tình yêu sét đánh của mình. Một cái người mà xinh đẹp, thuần khiết. Em nói suốt ngày em cứ nhảy động lên các bạn trong công ty của em là cô gái này mình mến mộ cô ấy quá. Sau đấy là em mời vợ em về làm công ty em luôn. Chuyện tình giữa sếp và nhân viên nó bắt đầu như thế nào? Dạ, thời điểm đó em cũng rất là quyết liệt trong việc kinh doanh của mình. Tại vì khởi nghiệp mà em rất là tỉ mỉ trong việc quản trị các công việc của công ty. Em có giao cho các bạn bán hàng viết bài và trong đó có vợ của em.
Vợ em viết xong gửi bài viết cho em thì em nói rằng là bài viết của em thì chỉ đáng giá là 3 điểm thôi. Em chỉ xứng đáng với những việc tay chân thôi. Còn đầu óc thì em không có. Lúc đó em như thế nào? Dạ, em bực lắm. Trời ơi! Mạnh hơn đó. Dạ, rất mạnh, rất đau và rất quê. Mà em có đông người không? Em lúc đó có đông người không? Dạ, tất cả mọi người, hầu như tất cả mọi người trong công ty. Tức là em không thể nào lường trước được cái sự việc là em bị tắt đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi em hối hận không? Dạ không, tại hầu như là em nhớ là tối hôm đó anh có về anh gọi cho em thì anh nói là em xin lỗi anh đi. Xong em cũng nói anh cũng phải xin lỗi em đi. Em nói là nghĩ sao anh, bài viết của em á, thì là đội marketing á, thì nói là chị viết hay quá. Mới có 1-2 ngày thôi mà hơn 1.000 lượt xem đọc qua bài viết rồi. Còn còn ông này thì ông kêu là ông, mà ông nói mạnh mẽ lắm, bài viết chỉ 3 điểm thôi. Em thì muốn nghĩ, ảnh thì cũng muốn đuổi. Cũng cộng hưởng ghê. Cộng hưởng lắm. Thì khoảng 2-3 tháng sau thì em lại có công việc mới ở quận 7. Và em tiếp tục công việc. Thì là một năm sau thấy cuộc gọi của anh Tính là lúc đó em còn ghi là sếp Tính. Và gọi cái em còn lưỡng lự là có nên bắt hay không. Em nói trời ơi, nay cha nội đi gọi làm gì đây. Xong rồi em cũng nghe. Em nghe xong rồi cái hai người mới hẹn đi cà phê. Ủa vậy hả? Ủa? Sao lãng nhách vậy? Lý do gì mà một năm sau em mới điện thoại cho bạn? Dạ, có lý do. Dạ, trong giai đoạn đấy là em theo đuổi vợ em hoài mà không có được. Sau đấy là em mới buồn quá, rồi em cũng kiểu như là em cũng lên mạng rồi chat chích. Rồi trong đó em cũng quen một bạn nữ, là tụi em quen với nhau được một năm. Dạ, dạ đó, sau một năm thì em chia tay được vài tháng. Sau đó là em trong thời gian đấy cái nỗi niềm nhớ nhung về vợ của em hiện tại vẫn còn. Một ngày đẹp trời nữa là nó bung ra, chịu hết nổi rồi. Thì em gọi điện cho vợ em. Trời ơi, tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ. Được khoảng 8 tháng rồi. Rồi về ở với nhau, nó tật xấu gì nó lòi ra? Vỡ mộng hay không có phải vỡ mộng. Chỉ là thấy bất ngờ thôi, là ông xã em quá kỹ tính, sạch sẽ. Và em có đặc biệt danh cho ông xã em là người đàn ông vô trùng. Vô trùng là sao? Dạ, tại vì là ảnh hở một cái là phải rửa tay. Và ở trên nhà em là xung quanh nhà là phải có xà bông Playboy á. Khắp nhà luôn. Làm gì xong là cũng phải rửa tay, cầm điện thoại xong là phải rửa tay. Thì mới được đụng lên má anh. Tại vì em chơi nhiều khi em dở hay sờ sờ má như vậy nè. Ngày trước quen nhau, yêu nhau thì em sờ bình thường. Nhưng mà sau này thì cầm điện thoại sờ, rửa tay chưa. Vậy là em bị gọi là cái hội chứng sợ bẩn á, đúng không? Dạ. Chị cũng có biết một vài người như vậy á. Dạ. họ sợ lắm, họ nhìn đâu cũng thấy vi trùng hết á. Rồi nếu vậy thì khi mà hai vợ chồng đi du lịch mà vô khách sạn thì cái nguyên tắc đầu tiên của em là sao? Thường em sẽ chọn những khách sạn mà nó nhìn sạch sẽ, phải kiểu như nó cao cấp á. Để mà em tới đó cho nó sạch sẽ. Rồi em cũng mang phòng chai xà bông Lifebuoy nữa. Rồi có câu chuyện nào về những chuyến đi du lịch mà lỡ quên đi cái chai xà bông? Cách đây hồi mùng 4 Tết thôi, là tụi em trước đó Tết là hai vợ chồng quyết định đi Đà Lạt chơi. Mà vì book phòng cũng cận quá thì lên booking á, thì là chọn cái phòng, giá em thấy cái giá đó rất là cao, 1.700.000 một phòng, nhìn chụp hình rất là đẹp. Nhưng mà khi đến nơi thì trời ơi, cái phòng nhìn nó rất là bệ rạc. Và sau đó thì hai vợ chồng vào đó được một xíu thì tối ngủ, thì trước khi ngủ thì chồng em có nói là em ơi, cái khách sạn này dơ quá, tối nay em đừng làm gì anh nha. Em đứng gì nữa không anh? Trời ơi, trời ơi, tôi chưa rửa tay. Tín ơi, có thiệt không Tín? Dạ. Có nghĩa là em ở cho nó mấy ngày? Dạ, thật ra tụi em book tới 2 ngày. Nhưng mà vì dơ quá, 3 giờ chiều ngày hôm sau là về liền, không ở thêm một ngày nào nữa, bỏ luôn. Rồi còn câu chuyện nào nữa không? Dạ, và sau đó là thêm, em phát hiện thêm là ngoài sạch ra thì là còn thêm một cái nữa là rất là phải ngăn nắp đến nỗi. Tại vì bây giờ tụi em dời cái văn phòng tụi em về nhà luôn rồi, nhà riêng của hai người để làm công ty luôn. Thì là ảnh cứ đi vòng vòng, ảnh cứ thấy nhân viên mà để cái đồ đó ở đâu lâu quá là ảnh lấy anh giục giùm người ta luôn.
Tính ra thì em có khi nào mà em ngứa mắt mà em ngứa tay mà em giục lộn một cái món quà kỷ niệm của một ai đó không? Dạ có, nó cũng nặng lắm. Đầu tiên trước khi em kể này là em xin lỗi những cái người thân, những bạn hữu đã ký tặng em trong cái đám cưới của em. Nhà hàng có chuẩn bị cho bọn em một cái khung để mà người ta ký tặng á. Dạ, sau đám cưới em đoán là vợ em không bao giờ đụng tới cái đó, em mang em vứt luôn. Em vứt luôn xong cái về vợ em hỏi cái đó đâu, cái xong vợ em khóc quá trời. Em chỉ khóc thôi hả, chứ em không có phản ứng gì sao? Dạ thì em khóc em cũng giải thích cho chồng em nghe. Chứ giờ bây giờ tại vì cái đó cũng là tại vì ông xã em giục khi nào em không biết nữa, chứ nếu mà em biết em cũng sẽ chạy đi em tìm để em lấy về. Nhưng mà còn cái nào nữa không, còn cái nào nặng đô á? Nào nặng đô dạ, nữa và không? Sau đó là thêm mới đây nữa là giục cái cuốn lịch để bàn mà có in hình cưới của vợ chồng lên đó luôn. Xong cái em dở ra em hết hồn luôn, em kêu ủa cái này sao nó nằm ngoài bãi rác. Không, em điên lên. Xong em về em sẽ lẳng lặng, anh đang ngồi bàn làm việc, em lẳng lặng em để cuốn sổ và em nhắn tin, đây là lần thứ hai và muốn là lần cuối cùng anh giục những cái món đồ của chung. Và đây thì em sẽ liệt vào cái danh sách là không chấp nhận được. Dạ. Rồi tính tính vợ em có thật xấu gì không? Thảo. Dạ vợ em thì từ nhỏ thì đã được đi lượm ban tennis ở đi cùng với ba để lượm ban tennis, cho nên là vợ em có bóp dáng cũng khỏe khoắn. Nhưng mà vợ em thì hay đau gói, kiểu như là bị cái gì em nhỉ? Viêm khớp dạng thấp á. Cho nên là em thì là người sống với tầm nhìn xa, em nói vợ em là hãy đi tập thể dục đi. Và em thì đã tiết tiền một lần là vì mua cho vợ mấy năm tập thể dục mà vợ mới đi được có mấy ngày à. Tại vì vợ em là lười tập thể dục, tại vì vợ em ham ngủ nướng. Dạ. Còn một điểm nữa là không có ngăn nắp là quần áo là trong cái tủ đồ là nó kiểu như gần như đống rác á. Dạ dạ. Nhưng mà thật ra em cũng quan sát bản thân là cái này là mình phải bù trừ với nhau. Khi quan sát được vợ em như vậy, em quan sát lại em là có thể là quá khắt khe với bản thân mình, hãy thả lỏng mình ra một chút. Dạ đó cho nó nhẹ nhàng hơn. Thảo, em dạ. Mong muốn Tiến thay đổi điều gì? Em thấy những cái tật xấu đó của chồng em thật ra nó cũng tốt chứ không phải là xấu gì. Nếu như mà mình không thay đổi được người khác thì mình cũng phải thay đổi chính mình để hòa nhập. Dạ, để hòa nhập. Và thật ra là cái thay đổi đó là theo cái hướng tốt chứ không phải là hướng xấu, nên thật ra là cũng không có gì là mà dạo này còn giục đồ nữa không? Dạ thì giục thì em biết là chắc sau này vẫn còn á, là thói quen rồi, tức là dạ, giống như nhìn cái gì bừa bộn là không chịu được. Nó bị sai cái quỹ đạo một cái là phải giục. Dạ đúng đó. Rồi đó. Còn Tiến thì mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Nếu mà có thay đổi gì thì gì? Dạ thì chắc là em chỉ hy vọng vợ em có thể yêu thương mình nhiều hơn bằng cách là rèn luyện tập thể dục. Tại vì khi vợ tập thể dục nhiều, vợ khỏe, vợ sống với em lâu hơn và chăm sóc em nhiều hơn. Dữ dội không? Ôi dễ thương, dễ sợ luôn á. Thôi, dạ. Chúc cho hai vợ chồng luôn luôn vui tươi, đáng yêu, dí dỏm và duyên dáng như thế này mãi mãi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Em vào anh xin cơm. Vào xin cơm? Vâng. Em nghĩ sao mà đi cua người ta mà đến nó xin cơm? Em lúc đấy em đang ở công trình, em bảo chiều nay nấu cơm cho anh ăn với nha. Hai bác cũng chẳng trả lời, chứ làm cơm đâu mà ăn. Thế chiều em đi làm về em mua 15 ngàn tiền ổi với xoài. Trái cây. Hôm qua nhà cũng bày ra cơm ăn. Thế hai chị em mới dọn cơm ra. Bắt đầu ba chị em mới sởi cơm ra, sởi liền. Mở sợi cho khách liền thì mình lịch sự là sợi khách trước. Sau đó chủ nhà mới giờ thì sao? Sợi khách liền, khách bê lên ăn liền luôn. Còn hai chú nhà đang ngồi nhìn nhau vậy đó, chưa có gì hết. Nhìn nhau, bắt đầu sấy cá xuống ăn miếng. Trời ơi, cá này dơ quá, chiên này to, lửa này không giòn. Rồi ăn canh cải, trời ơi canh cải này phải đập gừng vào mới ngon. Chứ nấu không đập gừng không ngon. Rồi cuối cùng cái món này là ai nấu? Chị em nấu. Trời ơi, em bắt đầu nóng mặt. Mặt nóng rồi, nói nhà của ba chị cho nhà tôi là chắc đuổi thắng cố về rồi. Mỗi cặp vợ chồng là mỗi câu chuyện khác nhau. Và hôm nay để xem coi hai cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son trong số này sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện gì. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên.
Chào hai bạn. Dạ. Mời bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Phan Văn Trường ạ. Năm nay em 35 tuổi ạ. Em đến từ Nghệ An ạ. Trường công tác bên ngành nghề gì? Dạ em ở nhà kinh doanh ạ. Rồi, mời em. Dạ em là Thanh Tâm ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi, hai em là ở ngoài Nghệ An luôn. Dạ, dạ vâng ạ. Ở ngoài quê và đây lập nghiệp anh ạ. Chồng em Nghệ An, còn em ở Hà Tĩnh. Nhưng mà là làm việc ở Sài Gòn. Dạ, làm ở việc Bình ở Dương. Bình Dương. Dạ. Hai bạn quen nhau từ khi nào? Và chuyện tình yêu ra sao? Em và chồng em thì quen nhau năm 2012, 19 tháng 5 2012. Hồi đó là em cùng một fan hâm mộ của chương trình Quà tặng âm nhạc. Quà tặng nửa đêm. Hồi đó là em mới chia tay người yêu cũ. Thì em có viết một bức thư lên yêu cầu bài hát. Thì vô tình là bài hát của em được phát mà trong đó có số điện thoại, vì em nói là ai cùng tâm trạng thì nhắn tin, chia sẻ. Tự nhiên thấy số nhắn tin là em khỏe không? Em đang làm gì đó? Em nói em khỏe. Xong rồi chồng em nói em rảnh không, mời em đi uống cà phê. Em nói ông nào tào lao mà giờ tự nhiên ở đâu mà không quen không biết gì mời uống cà phê. Em nói dạ không. Cái cùng nhắn qua nhắn lại vậy đó. Chiều em về em kể với chị bạn của em, với em gái em. Xong chị bạn nói ê đi 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 xem mặt đi. Em, thôi ba cái bọn tào lao ở trên đài. Lao. Thế là em nói em bận rồi em không đi nữa, em từ chối vậy đó. Dạ, đến chiều thấy 5 giờ về thấy ông nhắn tin là em về Bình Dương chưa, anh cùng chuẩn bị về. Em nói dạ em cùng chuẩn bị về. Vậy đợi anh với, vì khi nãy là bọn em gặp nhau ở dưới Đồng Nai á, em cùng xuống em gái ở dưới đó chơi, còn ông thì làm việc ở Sài Gòn. Rồi sau đó đi đến Amata, anh đập vào mặt em, trời ơi, một ông thấy đuối rẹt cái xe phanh khe rẹt, giơ tay lên chào hai người đẹp, rồi đập vào mắt em, trời ơi, một ông đội cái nón công trình đi đôi tông lào đen thui, khi ở trong em đang làm xây dựng anh nên nhìn đen, mặc cái áo bẩn bẩn nữa. Trời ơi, em nói thôi chết rồi, em bấm 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 cái giật giật chị em nói thôi chuẩn bị chuồn thôi, chứ không phải đối tượng rồi. Sao có chuồn được không? Trời, thế là sao chuồn được anh? Thế là cùng đuổi theo sao? Em bám riết. Bám riết để về Bình Dương luôn. Bám và sau đó thì như thế nào? Có đi đâu nữa không? Có anh, cà phê. Cà phê. Và ủa, tức là lúc đó là vợ em tính chuồn mà không chuồn được. Không chuồn. Dạ, đuổi theo sao? Bám theo sao? Bám theo rồi đến coi như là em đi đến đâu thì em hốt được vợ em vô uống cà phê. Về gần nhà bà. Dạ. Bằng cách nào em làm được điều đó? Em đi theo luôn, đi theo hoài vậy đó. Dạ. Thôi vào uống cà phê, tại vì có bà chị cũng máu. Mà uống cà phê cũng tò mò trai cho nên là thôi cũng vào luôn. Tò mò trai. Mà nhờ vậy mới dính đúng không? Nhờ vậy. Khi nào về xong rồi sao làm quen với chị bạn em như thế nào, sao biết nhà luôn? Biết nhà luôn. Là nhờ bà chị đó biết nhà. Dạ. Rồi có sẵn vô nhà luôn không? Có. Hôm đấy em không vào, ngày hôm sau, cách khoảng 3-4 ngày hôm sau á em vào. Em vào anh xin cơm. Vào xin cơm? Vâng. Em nghĩ sao mà đi cua người ta mà đến nó xin cơm? Em lúc đấy em đang ở công trình, em bảo chiều nay nấu cơm cho anh ăn với nha. Hai bà cũng chẳng trả lời, chứ làm cơm đâu mà ăn. Thế chiều em đi làm về em mua 15 ngàn tiền ổi với xoài. Cái cây. Em qua nhà cũng bày ra cơm ăn. Thế hai chị em mới dọn cơm ra. Bắt đầu ba chị em mới sới cơm ra, sới liền. Mời sợi cho khách liền thì mình lịch sự là sợi khách trước. Sau đó chủ nhà mới giờ thì sao? Sợi khách liền, khách bê lên ăn liền luôn. Còn hai chú nhà đang ngồi nhìn nhau vậy đó, chưa có gì hết. Nhìn nhau, bắt đầu xáy cá xuống ăn miếng. Trời ơi, cá này dở quá, chiên này to, lửa này không giòn. Rồi ăn canh cải. Trời ơi, canh cải này phải đập gừng vào mới ngon. Chứ nấu không đập gừng không ngon. Rồi cuối cùng cái món này là ai nấu? Chị em nấu. Trời ơi, em bắt đầu nóng mặt. Mặt nóng rồi, nói nhà của ba chị cho nhà tôi là chắc đuổi thắng cố về rồi. Mà dở thiệt hả em hay sao? Thì không có để nói dở gì. Mà do chồng em nấu ăn được, ngon. Ăn cũng được nhưng mà không đúng cách. Nấu nó thiếu gia vị. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Trời, xong cái vụ đó liền là em choáng luôn. Em không bao giờ ấn tượng được nữa. Người đã xấu mà còn vô duyên nữa. Cho nên là ghét của nào trời tao của đấy. Mà xấu mà vô duyên, đã không ưa rồi mà sao sáp lại?
Đó là xong rồi đến khi em về em kể cho đứa em kết nghĩa lại, em trai mới nói câu là chị ơi nhiều người đâu có khi mới hay cái gì chắc vậy nó mới hay đó, thì suy nghĩ đi. Thế là bắt đầu em mới suy nghĩ. Trời đất ơi em sao nhẹ dạ quá vậy em hả? Thế là bắt đầu mới cho giao cơ hội tìm hiểu. Bao lâu thì các em mới cưới nhau? Dạ gần một năm anh. Một năm là cưới này lâu mau rồi. Dạ 5 năm rồi. Dạ chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh. Các em có mấy bé rồi? Dạ hai bé. Dạ nhà em hai bé. 5 năm rồi. Không có cơ hội chúc đâu ha. Lúc mà tụi em lấy nhau rồi á thì lúc đó là có cảm thấy là đối phương của mình có nhiều những cái mà mình không đồng ý không? Nói chung là thật xấu đó. Có. Dạ không có. Dạ. Về trước tiên là em đi. Dạ. Hay ghen. Vợ em có thật xấu không? Hay ghen, mê phim Hàn Quốc, lười. Hai tật đúng không? Dạ, lười với mau khùng. Dạ, khùng. Mau khùng. Dạ. Đã khùng là khóc. Vâng. Bây giờ em kể chi tiết ra một cái tính, một cái tật đi. Nhiều khi em đăng cái hình lên trên Facebook để bán hàng á thì em bình luận cái vớ vẩn cũng ghen. Không phải đâu chị ơi, để em kể cho mình nghe. Ông nói xấu em đó. Chồng em mà cả đời là Facebook đồ hoặc là những tin nhắn bạn bè anh em luôn, tất tật là không bao giờ chúc mừng sinh nhật hoặc comment bất cứ ai hết. Nhưng mà hôm đó vô tình em vào Zalo, em thấy hình một cô gái ăn mặc thì mát mẻ, vào thế còn bảo như thế này chứ: ôi em đẹp quá. Thế em bảo dạ em cảm ơn anh. Xong rồi người đó đi chơi đâu thế cũng hỏi thăm. Mà cả đời vợ, bạn bè, anh em gì của vợ hoặc là anh em gì trong nhà có ai đi không hề hỏi gì hết. Mà hỏi cô đó. Dạ đúng rồi, hỏi cô đó. Hỏi cái gì, hỏi như sao? Hỏi xã giao thì em thì... đi đâu chơi đó mà đẹp vậy. Xong rồi bảo bữa nào cho anh hẹn bữa nhậu được không? Mà anh Toàn á, nhà anh phải sau 10 giờ nhá, vì công việc của anh là phải đến 10 giờ mới xong. Sau 10 giờ tối hả? Dạ đúng rồi. Còn 10 giờ tối mà nhậu với em kích với cô gái hả? Đúng rồi. Đặc thù công việc của em là có rảnh sau 10 giờ tối. Đấy. 10 giờ tối mà nhậu sao làm gì trời? Xã giao thôi anh. Đấy, em nói là ông chồng em mới giải thích là anh hẹn vậy nhưng mà anh chưa đi bao giờ. Em nói anh đi thì anh biết, trời biết, đất biết và cô đó biết, chứ em không biết. Tức là bây giờ đang hỏi em, tật xấu ghen của em. Bây giờ cuối cùng là ra tật xấu của ông này. Đúng rồi. Tức là người ta ghen có lý do. Rồi bây giờ cái chuyện mà em nói là vợ em mê phim Hàn Quốc á, mà cũng gọi là tật xấu nữa hả? Mại xem phim đút cơm cho con ăn bị hóc xương luôn anh. Vâng. Cái đó là xấu, cái đó là xấu. Mại là còn gì nữa? Còn lười nữa chị ạ. Lười. Tất cả việc nhà đều em hết. Bây giờ hai đứa nhỏ đang nhỏ thì em thông cảm được, cái mai mốt lớn thì không biết là có chịu làm hay không. Giờ tất cả tật đều việc nhà đều em. Cơm nước chở búa, lau nhà, phơi đồ, rửa chén thì có luôn. Có luôn. Dạ. Tại vì ba mẹ con nó kẹt coi phim Hàn Quốc. Đó. Rồi giờ tới phiên em nè. Dạ. Anh ấy ngoài cái việc là hay nhắn tin rồi chit chat với gái, thả thính một lần về em dập tắt luôn anh. À. Dạ. Rồi còn thật gì nữa không? Mới cưới nhau về, hồi xưa chồng em đang bên xây dựng á, là chồng em đi làm Sài Gòn nên đi từ 5:30 sáng, còn em thì làm muộn hơn. Em đang ngủ. Thế là vợ thì đang ngủ mà chồng dậy thay đồ đứng từ xa anh. Nhè cái thay quần ngủ, nhè cái mặt vợ ném bụt một cái vậy đó. Rồi sao? À, có thú vui là ném bùn lót vô mặt vợ. Dạ. Cái thú vui đó em ơi, ngộ lắm. Mỗi người một thú vui. Rồi còn cái gì xấu đâu? Không, chồng em thì đa số là tiếm tốt hết. Đúng rồi, ông siêng quá trời quá đất, có gì đâu mà xấu. Vậy em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thứ nhất là bỏ được thuốc thì bỏ hẳn, bỏ được luôn đi. Chứ bỏ nhấp về đến khi cứ nghiện không, em không thích. Và dạ, với thứ hai này là từ trước giờ là chồng em cùng lãng mạn, ý là cùng biết quan tâm vợ. Nhưng mà là cứ y như là người sau cùng quan tâm người sau cùng không à. Nhiều khi em về em tủi. Em muốn chồng em là người đầu tiên hơn. Có khi ngày sinh nhật em, bạn bè anh em gì gọi điện chúc nhặn cho chị, chồng em gọi điện cứ hỏi: vợ ơi con ngoan không? Con thế nào rồi? Cũng chả thấy động tá gì đến sinh nhật vợ hết. Cả ngày hôm đó là em tủi luôn. Tức là bây giờ em mong muốn ảnh là những cái ngày đó là phải chúc em đầu tiên đúng không? Dạ. Chị nói em nghe nè, 12 giờ 15 đêm hôm trước đó, trước khi em đi ngủ á, em nhắn tin trước đi, sáng mở mắt ra đó, nó thấy tin em đầu tiên. Nó hay lắm. Ừ. Rồi, em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt khùng. Hay khùng. Nóng tính á. Vâng. Gọi là chồng em nó nóng á. Dạ. Hay khóc. Vâng, có gì từ ai tí là khóc sụt sịt khó chịu á.
Vâng. Nóng tính đó mà sao trời nóng đến cái độ như thế nào mà chồng nó là khùng vậy? Em thì nói chung là cũng may nhờ chương trình này là em bớt nhiều. Hồi xưa giả vì như hai vợ chồng mà cãi nhau là em cứ cãi bằng được, dù sai nhưng mà em cãi được là khi nào cho mình thắng thì sai thôi. Là bởi bản bản nhưng mà dạ, dạ nhưng mà sang nhờ chương trình này thì thấy chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận khuyên những cái điểm gì giống mình thôi mình cũng nén lại. Nên là bữa nay là em bớt nhiều rồi. Nếu mà nhờ chương trình Vợ Chồng Son em đã tự rút ra được một số thứ rồi. Nhiều. Thì chị cũng nghĩ là thay vì coi như sau phim Hàn Quốc là em chỉ coi Vợ Chồng Son thôi, xong rồi em tiếp tục coi và tiếp tục rút kinh nghiệm. Đó. Nếu có điều kiện thì rủ ảnh coi luôn, xong hai chồng cùng ôi, cùng bàn bạc nó có chị cái, cái nào đó, hay mình... cái nào hay hấp dẫn là em cứ tăng chồng em vô đó. À là up lên Facebook đúng không? Dạ cứ up lên Facebook tăng vô hết. Rồi. Đúng rồi. Còn em thì Vợ Chồng Son thì chắc chắn là em không không bỏ được, là vì tập nào em cũng coi hết. Rồi cảm ơn hai em, chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và nắm tay nhau thật chặt đi đến cuối cuộc đời. Em nghĩ em không nghĩ gì là bữa đó sẽ cầu hôn đâu, em nghĩ là hôm đó là sao chồng em sẽ chở em đi ăn, tại vì thường chồng em mới tặng quà lắm chị, tặng là cũng ít lắm, cái là chở em đi ăn uống hay là gì đó, tiện cái bữa đó chở ra công viên ngồi, cái mình cũng thấy là lạ, nghĩ ôi chắc thôi ra công viên ngồi chơi cũng được một xíu đi ăn, cái ông ở xong cái ông ngồi, em ngồi kế bên vậy nè, xong cái ông đưa cái nhẫn đeo tay em, xong cái mở cốp xe ra lấy bó hoa đưa cho em hết, rồi tới là em khóc luôn. Em ngồi em khóc một hơi xong mà ông dỗ mà em cũng không nín luôn. Mà bi kịch cái là cô này cô khóc, ông kia ông tưởng là cô cảm động mới ghê. Đúng không? Ủa em thì hỏi em nè, khi mà bạn vợ khóc á thì bản thân em có buồn không? Em có bị em cũng bị sốc ngược lại không? Dạ có, tuy em không làm lãng mạn nhưng mà em dùng tất cả tình cảm của em vô đó. Chân thật nhất. Em tin được em nói rồi em trao cho vợ em á. Chỉ cần vợ em gì một cái lãng mạn của em có nghĩa là khi mà trao á là rất là nhiều người mà thấy nó gọi lãng mạn, nhưng mà đối với em á cái sự âm thầm của mình á, mình làm cho vợ mình á, cái đó đối với em đó chính là sự lãng mạn á. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Đẹp lắm, đẹp. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận á. Em tên là Phạm Công Sơn á. Em năm nay ngày hôm nay là vừa tròn 31 tuổi. À, em... Xin lỗi, ngày hôm nay là vừa tròn có nghĩa là hôm nay là sinh nhật. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Happy birthday. Happy birthday luôn. Quê em là ở Ninh Bình nhưng mà hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh á. Em vô đây cũng từ nhỏ rồi á. Nghề nghiệp của em hiện tại em đang làm IT á, bên lập trình viên á, lập trình website á. Rồi mời vợ của Phạm Công Sơn. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả trường quay. Em tên là Mỹ Linh và em đến từ Bến Tre. À, em năm nay là 27 tuổi. Rồi hai em hãy kể cho anh và chị Vân cũng như khán giả được biết là chuyện tình của hai em bắt đầu như thế nào. À, chuyện tình của em với vợ em thì bắt đầu ở công ty cũ của em á. Thì lúc đó là em thì đang làm IT ở công ty đó. Còn vợ em thì lúc đó đang vô để xin việc á. Thì cái bàn xin việc với bàn của IT của em thì nó đối diện với cái bàn nhau á. Thì em ngồi IT thì có cái màn hình phía trước á, tính em thì cũng hơi ngại á, không dám nhìn. Thì cái màn hình của cái màn hình máy tính á thì nằm bên này, cái bàn làm việc các bạn ngồi bên này á, thì em cứ nhìn cho màn hình máy tính á, màn hình thì em bật màn hình đen một góc á, cái em nhìn màn đen đó để chiếu được vợ hỏi. Thế là cứ nhìn thôi. Máy tính anh dạ. Ảnh chiếu. Dạ đúng rồi. Là em cũng không biết gì hết. Sophie á. Rồi sao lúc đó thì em vô em cứ gặp anh này liền không? Dạ lúc đó em thật sự mà lúc đi phỏng vấn thì em không để ý ai trong đó hết, kể cả anh này cũng vậy, tại vì lúc em vô thì em cũng hơi run run quá chị. Rồi. Có nghĩa là đơn phương lúc đó là chỉ mình em để ý bạn này thôi. Dạ, đúng rồi. Ừ còn bạn này không hề biết. Dạ đúng rồi. Ui, rồi bao giờ mới biết. Đến lúc nào mới đập cái màn hình mà tiếng thẳng để mà thua người ta. Dạ cũng chưa. Cái bữa đó thì hơi tuyển cúng từ lúc 2 giờ chiều mà tới 5 giờ mới xong. Em ngồi nhìn cúng 3 tiếng trời đó. À, tới 5 giờ mà nàng được lên đó. Không có làm mẹ gì á, anh ngồi nhìn không vậy á. Ông sao ông kể cho em nghe vậy á. Lúc đó là em chưa hề có bạn gái, chưa có một mối tình. Dạ đúng rồi. À, không có mối tình rồi ạ. Nhưng mà đã xong rồi. Dạ xong rồi ạ. À, còn em thì lúc đó dạ, em trong tình trạng như thế nào? Em đang có bạn trai. Dạ. Không biết nó là trời định hay sao nhưng mà tự nhiên là lúc mà em vô công ty này thì thật sự là em và bạn trai cũ đã có rất là nhiều mâu thuẫn với nhau ngay từ trước đó. Thì hai người cũng nhiều lần chia tay nhưng mà cũng giống như là kiểu dây dưa. Dạ đúng rồi. Mới chia tay bộ thì mình rất là buồn á, thì anh này xuất hiện. Dạ đúng rồi. Anh xuất hiện anh làm cái gì? Dạ thật sự tại vì lúc mà em chia tay bộ xong là em rất là buồn mà cả công ty cũng biết nữa. À, cái ảnh là ảnh quan tâm nhiều lắm.
ăn uống ngủ nghỉ bất kỳ cái chuyện gì của em công ty, tại vì công ty ủa, ăn uống ngủ nghỉ, ủa ngủ là quan tâm sao? Dạ là ngủ là ngồi cầm cái quạt quạt này nó gọi là gãy đầu đúng không? Dạ thì ngày xưa là công ty em á là mọi người ăn cơm chung, có nghĩa là có sẽ có đầu bếp nấu xong rồi có chị nấu á, xong rồi mọi người sẽ bày ra cơm ra ăn cơm chung trưa xong rồi mới đi ngủ. Thì em là người rất là ham ngủ, cực kỳ ham ngủ luôn à. Nên là em hay hay cái vụ mà không ăn cơm mà đi ngủ xong rồi dậy mới ăn cơm. Em ham ngủ vậy á, cái xong là chồng em sẽ múc cơm, múc đồ ăn, múc canh để sẵn lên bàn của em là để chừa cái phần đó cho em để em dậy em ăn. Những cái mà nhỏ nhặt á, mình thấy người ta rất là chân thành, mà anh này ảnh nói chuyện hay là trước công ty á, mọi người đều thấy là anh này rất là tốt. Thì mọi người cũng bàn vô rất là nhiều, thế là em cũng thời gian sau thì em hai đứa quyết định là yêu nhau, nhưng mà trong im lặng, là bất không có ai trong công ty biết hết. Rồi anh hỏi luôn là ảnh có chia sẻ với em những cái công việc mà được cấp trên giao cho không? Dạ có, thì tại thường đã nói là giúp mình là phải giúp luôn cả công việc chứ đúng không? Dạ đúng rồi, thì ảnh cũng chia sẻ với em có nhiều cái bên đó em làm á, cũng tại vì lúc đó em cũng mới ra trường 1-2 năm á nên chưa có kinh nghiệm nhiều, thì em làm thường sếp nói em không có hiểu cái em cũng dạ cái xong anh này giải thích lại. Đối với ảnh thì em học ngân hàng ra nên là ảnh rất là muốn em đi làm ngân hàng nên chính vì vậy là ảnh khuyên em là nên qua cái chuyên ngành của mình học á. Rồi tới là sau mấy tháng làm việc ở đó em thấy nó cũng không phù hợp vị trí đó với em nên là em quyết định là nghe lời ảnh. Tức là hồi trước em không thích làm ngân hàng, sau đó là em vô ngân hàng làm. Vợ em thì giờ nói mà thích cái việc gì thì em không biết mình thích cái công việc gì á. Nhưng mà đối với em thì em luôn nói với em một điều á, tất cả công việc mình thích không phải là tự nhiên mình nhìn nó mình thích liền á, mình phải tiếp xúc nó, mình phải làm nó, mình mới biết mình có thích nó thực sự hay không. Nên em mới quyết định cho vợ em nghỉ. Cảm kích đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà anh chị không biết đâu, lúc mà em ngân hàng làm là nó còn sóng gió hơn nữa. Kể cho anh nghe những kỷ niệm gì mà đáng nhớ. Sau khi em vô làm ngân hàng á, rất là mắc cười á, là em lại làm đúng là mấy cái người bạn trai cũ của em. Wow, lúc đó là sao? Là em lại làm đúng cái công việc là hỗ trợ cho cái bạn đó luôn. Hỗ trợ cho đúng cái phòng của bạn đó, có nghĩa là có tới 10 phòng lận. Nhưng mà em lại hỗ trợ đúng cái phòng của bạn đó. Và em cũng hay khóc, cũng có nghĩa là có nhiều chuyện xong cũng khóc này kia và cũng tâm sự với chồng. Nhưng mà chồng chưa bao giờ một lần nào mà nói với em là em như thế này, em như thế kia hay là trách cứ em này cả. Không bao giờ chồng em nói gì hết, chồng em chia sẻ. Lúc đó là thực sự trong lòng em không có lo sợ gì hết hả? Lúc đầu thì em cũng nghĩ là thì thôi, cái đó giống như một định mệnh á. Tại vì mỗi lần vợ em gặp bạn đó một lần vợ em đều khóc hết á. Để về kể em nói chung là mình rất là khó chịu á. Thường sao lại cứ mỗi lần gặp bạn trai cũ về lại khóc á. Thì em cũng rất là buồn điều đó. Nên em quyết định là thôi cứ để cho vợ làm ở ngay cái vị trí đó luôn. Hỗ trợ bạn ấy luôn. Giống như là cứ gặp riết rồi khóc riết rồi nó sẽ hết thôi. Nó giống như một bài thuốc thử cho tình yêu của hai đứa rồi đó. Nhưng mà cái bạn kia lúc mà bạn gặp em ở đó thì bạn có muốn nối lại không? Dạ bạn đó cũng có bạn gái rồi chị. Nên là tụi em cũng không có cái gì vượt ngoài giới hạn hết. Bao lâu thì hai bạn mới chính thức là cưới nhau? Dạ sau đó là tới tháng 3 năm rồi là tụi em đám hỏi. Xong rồi 6-7 tháng sau tụi em đám cưới. Thì em cưới được 6 tháng nữa anh. Anh nhìn chồng em, anh nghĩ là chồng em là tiếp người rất là lãng mạn đúng không? Dạ, cho nên không, chắc chắn sẽ có một màn cầu hôn rất lãng mạn. Không, anh đừng có đụng vô nỗi đau của em. Mình hỏi quá ra là mình hại người ta. Anh chưa thấy cái vụ cầu hôn mà chỉ có nước mắt thôi chứ không có gì nữa hết anh. Có nghĩa là cảm động mà. Dạ không, nước mắt quá cảm động đúng không? Không anh, nước mắt của bực bội, tức tối, đau khổ. Bây giờ mọi người cũng muốn nghe không à? Rồi. Hôm đó là ngày 14 tháng 2 là tụi em đã quyết định là đến đám hỏi rồi. Xong rồi chồng em mới cầu hôn. Thì cầu hôn ngày hôm đó là em đi làm về trễ lắm, 7 giờ mấy em mới ra. Thì về là em nghĩ, em không nghĩ gì là bữa đó sẽ cầu hôn đâu. Em nghĩ là hôm đó là chồng em sẽ chở em đi ăn. Tại vì thường chồng em mới tặng quà lắm chị, tặng là cũng ít lắm. Cái là chở em đi ăn uống hay là gì đó. Tiện cái bữa đó chở ra công viên ngồi. Cái mình cũng thấy là lạ, mình nghĩ ôi chắc thôi ra công viên ngồi chơi cũng được, một xíu đi ăn. Cái ông ở xong cái ông ngồi, em ngồi kế bên vậy nè. Xong cái ông đưa cái nhẫn đeo tay em. Xong cái mở cốp xe ra lấy bó hoa đưa cho em hết. Rồi tới là em khóc luôn. Em ngồi em khóc một hơi xong mà ông dỗ mà em cũng không nín luôn. Mà bi kịch cái là cô này cô khóc, ông kia ông tưởng là cô cảm động mới ghê. Đúng không? Ủa em thì hỏi em nè, khi mà bạn vợ khóc á thì bản thân em có buồn không? Em có bị, em cũng bị sốc ngược lại không? Dạ có, tuy em không làm lãng mạn nhưng mà em dùng tất cả tình cảm của em vô đó. Chân thật em, nhất. Em chân thực em nói và em trao cho vợ em á. Chỉ cần vợ em gì, một cái lãng mạn của em có nghĩa là khi mà trao á là rất là nhiều người mà thấy nó gọi lãng mạn, nhưng mà đối với em á
cái sự âm thầm của mình á, mình làm cho vợ mình á, cái đó đối với em đó chính là sự lãng mạn á. Không phải đâu chị, em á là em thích ổng quỳ xuống thôi à, nhưng mà ổng quỳ. Bây giờ em có muốn anh ấy còn hôn lại không? Chào Công Sơn. Dạ được rồi. Ok. Em làm vợ anh nha. Đeo lộn tay. Đó, thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa nè. Dễ thương quá trời, như chồng hơi chiều vợ đúng không? Vợ hay nhõng nhẽo lắm đúng không? À, dạ đúng rồi á. Rồi 6 tháng qua ở chung với nhau, em thấy chồng em có tật xấu gì lòi ra không? Mới đây thôi là em phát hiện ra là một tật, không phải tật nữa mà là một tin động trời. Ổng dám lập quỹ đen bất chính. Trời ơi. Đó là không kỳ á, là tại vì từ đó giờ á là trước khi cưới thì tiền ai nấy giữ, nhưng mà bây giờ cũng biết chút chút thôi chứ em không quản lý. Cái xong rồi cưới nhau về thì bây giờ hai vợ chồng mà kinh doanh á, nên bắt đầu dồn tiền hết để kinh doanh, thì tiền sẽ là do em quản lý. Rồi em thường là em phải cho chồng em khoảng 500 bỏ dần bớt. Cái hôm đó là em đi mua đồ mà em hết tiền lẻ rồi, không có tiền lẻ nữa. Cái em mới không nghĩ gì hết, mình lật bóp ra mình coi để mình lấy tiền lẻ mình đi mua đường thôi. Phát hiện? Dạ, một đống tiền trong đó. Cái mà một đống là cũng mấy triệu á. Cái em đi bình tĩnh lắm, em đi xuống lầu em hỏi chồng em. Cái em ngồi xuống, cái chồng em đang ngồi làm việc vậy nè. Em hỏi anh, trong bóp anh sao có nhiều tiền quá vậy? Cái em hỏi xong cái chồng em kêu: gì? Vợ lột chồng bóp của chồng hả? Kêu không có, vợ mới mở ra lấy tiền mà nó nhiều quá nên vợ hỏi thôi. Cái chồng em chạy lên lầu, vô cái phòng của vợ chồng em á, lật cái bóp giấu. Cái em thấy cái chổi vô, em cầm cây chổi vô, tại lúc đó bố mẹ không có nhà, em cầm cây chổi vô em kêu nằm xuống, bây giờ tiền này ở đâu có. Cái xong là chồng em mới kêu là tiền của chồng. Cái bà kêu, cái em mới hỏi là tiền này, biết tiền của chồng mà tiền ở đâu có. Cái chồng em mới kêu là tiền cái forum ATC của chồng á. Cái em mới nói là ủa sao tiền nó không chuyển vào tài khoản của vợ, tại bình thường tất cả những khoản đó là sẽ chuyển vào tài khoản của em hết. Chồng em là không có tài khoản nha, em không có cho, không có tài khoản gì hết trơn, không có ngân hàng nào hết trơn. Kịch quá. Thế xong là em mới hỏi chồng em một hồi, là chồng em mới nói là gửi qua tài khoản của bạn, xong rồi bạn đưa lại. Kịch quá, thế không em quá rồi, em cuộc đời em sao bi đát quá vậy hả? Cho em biện hộ cái quỹ đen đó một xíu á. Rồi nói đi em. Tại cái quỹ đen của em làm cái đó để, nói chung em là dân công nghệ mà, để em nói chung là em mở mang kiến thức của mình, nhưng mà có nghĩa là cứ mua mấy cái, dạ đúng, dạ, đúng, đúng lập trình làm gì của mình á, thì nói chung là mỗi lần xin tiền của họ những cái đó thì kinh doanh mà mình cứ lấy tiền nó ra thì không được á. Thì em muốn làm một quỹ đen, đó là quỹ đen đó cũng không dính tiền, nó không dính dáng tới vợ mình, mà tự cái em đầu tư từ trước nó sinh ra thôi, một chút chút thôi, để em đầu tư kiến thức mình, cái nuôi kiến thức đó của mình á, để mình nâng cao kiến thức thôi, chứ không phải quỹ đen gì hết. Thôi vợ em có những tật xấu gì đáng yêu? Dạ thì vợ em á, thì lúc mà mới quen á thì cũng mình cũng nghĩ là thì ngày xưa vợ màng mình đi làm trễ á, thì vợ mình hơi mệt này nọ thì mình làm phụ của mình. Ngày xưa vợ em ngồi trọ thì em cũng làm phụ của em, nhưng mà khi về nhà thì em phát hiện là trời ơi, nhìn vậy chứ làm biếng á, nói chung là làm biếng mà còn ham ngủ nữa. Ham ngủ là biết từ trước rồi mà, chứ không phải mới đây đâu. Thì cứ tưởng là mệt quá thì ham ngủ, thì nhưng mà không ngờ thời gian ngủ một ngày dù ngủ 10 tiếng 12 tiếng là ngủ rồi, ngủ tới chiều cũng được đó. Đó là ham ngủ á. Còn hỏi xíu tế nhị nha. Dạ. Ví dụ đó, những lúc mà nó cái nào hai chồng chuẩn bị hành động thì quán ngủ không? Dạ cũng có. Ví dụ miếng cho anh nghe đi, miếng đây. Dạ ví dụ như hai người đang cao hứng này nọ thì tự nhiên nếu như mình đang giỡn nhau để có ấy thôi, để có hứng thôi, tự nhiên vậy em mệt rồi nằm nanh đã ngủ, trời ơi, em để em bơ vơ rồi đó. Trời thương quá, thương quá. Nhưng mà cái đó là ngủ hạ ý thức hay là cố tình làm vậy để cho ảnh gọi là điên rồ lên xong rồi nằm lăn ra ngủ cố tình? Cũng có khi cố tình đó chị, cũng có khi là em cố tình làm vậy, tại nhiều khi em thấy mà thề khuya, tại ông em làm cho bỏ tật á, tại nhiều khi thức khuya hoài em kêu á bây giờ làm sớm thì mới cho làm, còn làm trễ là không cho làm. Mà ổng cứ thức khuya nên em đang muốn cho ổng ngủ sớm á, ý là em lại muốn cho ổng ngủ sớm. Hôm nay hiểu chưa? Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Giá trị của chương trình Vợ Chồng Son chưa? Rồi bây giờ em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Dạ thì em mong muốn vợ em là
nói chung là không phải siêng năng hơn mà nói chung để ý trong công việc á. Ăn cơm xong á, chén bát á, mình phải dọn dẹp, mình rửa xong hết á, rồi mình làm gì mình làm, hoặc mình nghỉ ngơi cho khỏe. Của em thì cứ ăn cơm xong là chén bát rồi để đó. Có nghĩa là tối nếu mình không ăn, mình ra ngoài tiệm hay mình ăn cơm ngoài thì cứ để đó. Nói chung là khi nào mà mình ăn quay ngược lại cái dòng đó nữa thì vợ em mới rửa lại cái guỗng em trước. Em thì em không thích như vậy. Còn bên em thì muốn anh ấy thay đổi điều gì? Đối với em á, thì thật sự là hiện tại á, em cảm thấy là cưới được chồng em, đó là phúc phần của em rồi. Hồi nãy thì chồng em có một cái hành động phải nói là rất là bất ngờ, đó chính là quỳ xuống cầu hôn với em. Dạ. Thế thì hôm nay nhân cơ, không biết là em có điều gì đó đặc biệt dành cho anh ấy không? Dạ thì hôm nay là... Hôm nay là sinh nhật của anh. Sinh nhật của chồng em, em cũng có một món quà nhỏ dành cho chồng em, em đã chuẩn bị trước. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dạ, đây là món quà em tặng cho chồng em, là một cây bút. Thì em rất là hy vọng là vợ chồng sẽ dùng cái bút này để ký tên giấy khai sinh cho con của tụi em. Dạ, là em mong là chồng tuổi mới sẽ thành công nhiều hơn và yêu thương vợ nhiều hơn. Anh xin chúc cho hai vợ chồng em ha, sẽ luôn luôn vui vẻ, thuận thảo và hiểu ý nhau. Và trong năm sau sẽ có một thiên thần khấu khỉnh mạnh khỏe xuất hiện trong gia đình. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em cảm ơn. Chúc hai em hạnh phúc nha. Happy birthday. Dạ, cảm ơn chị.